mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang tới những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô hòa bình địa chỉ đơn vị là số 549 nguyễn văn cử long biên hà nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va không ngập nước bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Mở đầu thì em sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một chiếc xe Lexus GX470 sản xuất là năm 2008 có ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da màu kem với cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu trong khoảng 1 tỷ chi tiết cụ thể thông tin như nào các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể giải đáp và cung cấp đầy đủ thông tin cho anh chị và các bạn có thể tham khảo anh chị nhé một chiếc xe rất là hoàn hảo tiếp tới đây thì em lại có một chiếc xe của nhà Land Rover Range Rover phiên bản Sport một chiếc xe gầm cao với đầy đủ công năng khả năng vận hành của chiếc xe rất là mượt mà. Đây là phiên bản HSE sản xuất năm 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Hiện đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 990 triệu. Giá này thì em còn giảm và thương lượng. Có hỗ trợ đầy đủ và thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cũng như là mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cùng đi tới một mẫu xe tiếp theo của thương hiệu Lexus thì em có một chiếc Lexus Brick 350 Có ngoại thất là màu vàng Nội thất của chiếc xe thì trang bị là màu kem Cái tầm giá của chiếc xe này thì nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu Xe cũng vừa mới về cửa hàng Em sẽ cập nhật thông tin sớm nhất cho anh chị và các bạn Hãy liên hệ em để em có thể gửi video chi tiết về chiếc xe anh chị và các bạn đang quan tâm Cũng như là thông số giá bán ưu đãi để các bác có thể tiện theo dõi và cân đối tài chính của mình Sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể thấy em có một chiếc Porsche Cayenne phiên bản S sản xuất năm 2013, ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu kem, có trang bị đầy đủ các tính năng cảm giác lái thể thao, cầm cao 5 chỗ. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với 1 tỷ 050 triệu. Giá lại thì em vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe thể thao này xem bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc xe Mazda 3 phiên bản Signature Premium máy 2.0 sản xuất năm 2020 xe lắp ráp trong nước đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội hiện đang đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 675 triệu. Gia lai thì em vẫn còn giảm và thương lượng anh chị và các bạn đừng quan tâm cái giá em báo trên đây hãy liên hệ em để có thể nhận được cái giá tốt nhất ưu đãi tốt nhất từ cửa hàng kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc Mercedes Benz. Chiếc uh, xe này thì em cũng vừa mới cập nhật về cửa hàng. Các bác có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân đối anh chị nhé. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Với tổng uh, quát nội thất uh, nội và ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao do bác chủ đi rất là giữ gìn. Đấy, cửa hàng đợt này về thì rất là nhiều các mẫu xe mới như chiếc Toyota Yaris này cửa hàng cũng vừa mới về thôi anh chị nhé anh chị và các bạn mà cần xem chi tiết cụ thể video của chiếc xe thì có thể liên hệ em em sẽ quay qua về ngoại thất cho anh chị và các bạn có thể tham quan với tính năng an toàn của chiếc xe cũng mang lại vừa đủ cái tầm giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn sở hữu phù hợp với các chị em phụ nữ đưa đón con đi học hay là di chuyển trong phố linh hoạt à, kế bên cạnh đây thì em lại có một chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản máy 2.0 sản xuất năm 2019 xe có ngoại thất là màu đen nội thất kế ra màu kem cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ chỉ dưới 475 triệu thôi anh chị ạ một chiếc xe rất là đáng để anh chị và các bạn quan tâm về cái cảm giác lái cũng như là vận hành của chiếc xe rất tốt rất là hoàn hảo và tiếp tới anh chị và các bạn yêu thích bán tải thì em có một chiếc Ford Ranger để anh chị và các bạn có thể theo dõi đây với phiên bản này là phiên phiên bản XLS với cái tầm giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng rất là vừa tầm tiền các bác hãy liên hệ em đi để em có thể gửi thông tin rõ ràng cho anh chị và các bạn do xe cũng mới về em cũng chưa cập nhật kỹ được cái thông tin nên cũng không dám nói để sợ sai thông tin ảnh hưởng đến anh chị và các bạn mất thời gian à, các bác yêu thích cái những chiếc xe nào trên đây thì cũng có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ cập nhật và gửi thông tin cho anh chị và các bạn rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.